Xin chào các bác nhá, hôm nay em lại săn cá buổi sáng. Từ hôm kia dọn bể, bây giờ bể rất là trong. Trước là nó đục do nhiều rác. Đấy. Mới dọn bể bây giờ trong lắm. Hiện tại cá thì em cũng đã mang xuống dưới ao khoảng 1/4 rồi, chắc khoảng 50 con rồi. Bên trên này chỉ còn khoảng 150 con thôi. Đấy, hôm nay nó bắt đầu quen nước và nó ăn rất mạnh. Từ lần sau tháo nước là phải nhấc cái ống này lên, phải cho cái gì đấy lót để cho nó ra cả bụi nữa cơ. Bụi rác ở dưới đáy cơ nó mới sạch. Đợt trước mình nhấc mình tháo nó không tháo nước mình không cho ra cả đáy ấy. Nên là nó bẩn nhanh. Hôm vừa rồi em phải dọn sạch sẽ hết sạch cả đất cả bụi bẩn ấy để cho nó nhanh, cho nó sạch ấy, không có nó chết. Kệ nó nước mới toanh ấy. Đây là nước mới toanh ấy. Mới toanh mà là nước giếng nhá, không phải là nước bể, là nước ao. Nước ao thì lại tốt quá. Ao nó cách 300m nên là 200m nên em không bơm lên được. Em dùng nước giếng nên là tiện. Sau này nghiên cứu cái hệ thống nước lần lắp về tận nhà thì nó nước vào nước ra liên tục thì dễ. Hiện tại đang bơm nước thủ công, tuần thay nước lần. Này, nước bây giờ rất trong. Đây, cái giá thể hôm nọ vứt bớt đi rồi, nó cũng giặt dẹo. Có cái sống, có cái không sống được. Nói chung là nuôi cái này cũng tương đối thấy khó đấy, không phải dễ. Đây là gà vịt ngăn ngỗng của em đang ăn, vợ cho ăn. Đây là đàn cá này. Vẫn đang ăn ác lắm. Trong kia nó vẫn đang ăn ác lắm đó. Mặt trời nó đang mọc nên nó bị ánh mặt trời. Nó vẫn đang sợ nên là nó nấp ở dưới cái giá thể kia. Thực ra là hôm nọ mình hơi hoảng nên là mình mang đi bớt, chứ còn bản chất không cần mang đi. Sợ nó chẳng may nó chết hết thì tiếc. Nên là mang đi một phần. Mang xuống ao thì chắc chắn là không thể chết được. Môi trường tự nhiên. Ở đấy đúng hôm em đi về quê 1-2 hôm mình biết ngay. Bác hàng xóm bác ấy cho nhiều quá, thừa cám nên là nó sinh bẩn nhanh quá. Bản chất thì nó cũng bẩn rồi, nhưng mà nếu mà thừa nhiều cám nó bẩn nhanh lắm. Đây, ở đây nếu mà mình lấy cái này trong như này thì mình sẽ biết được là con nào chết. Để mình chẳng may nó chết mình cũng vớt ra nó thối. Nó đen như nọ, đen quá. Nhưng nọ đen quá không biết con nào chết con nào sống.
Rồi. Giờ tạm thời không thấy nó ăn nữa là tạm dừng, không có là nó thối hết nước à. Còn cầm một ít sót một ít cái này thì bọn nó ở nhà cả ngày, cả từ giờ đến trưa chắc chúng nó khắc mót ăn. Rồi em chào các bác nha, các bác nhớ đăng ký like, share, ủng hộ kênh của em nha.